Lên em à, một hai thùng hàng của Hiroshu của thai ba plus nha anh em. Đây gửi đơn hàng cho bên em này, game bản audio đây à, lô 2 hai kiện á, 2K hai kiện, đây một kiện dưới cái này, dưới này một kiện nữa. Miroso Ugo Thái 3 Plus hàng hiện tại vừa về hàng, bên em vừa đổi qua bên quận 12 thì lấy thêm ít hàng nữa để có cho đáp ứng nhu cầu của nhiều anh em nha. Thì giá hiện tại là 1.570.000, em bao ship cho anh em, còn anh em tới nơi trực tiếp cửa hàng bên em ấy, thì khu dân cư Thành Đô quận 12 thành phố Hồ Chí Minh thì tính chẳng luôn là 1.500.000 nha anh em. Đấy, thì em sẽ lấy đại một con ra cho anh em. Con này thì em làm rất là nhiều rồi, rất 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 phải nói là rất là nhiều. Đấy, hàng chuẩn loại một cho anh em, cam kết rồi, đầy đủ bo mạch linh kiện bên trong em đã từng làm hết rồi anh em. Cái này thì một video giới thiệu cho hàng về thôi, và cho những anh em nào mà chưa biết nha, cho anh em nào chưa biết bên em đang cung cấp cái con Miro số thứ ba này, bán đi rất là nhiều anh em. Đó. Thì mở hộp cho anh em ha, anh em nhận hàng thì được kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền nên yên tâm, hàng lúc nào cũng đóng gói cẩn thận nha anh em. Trong này có xốp, ở ngoài ra thì bên em còn bọc phía ngoài nữa nha. Mở hộp ra thì nó sẽ có đây, cho một số anh em thắc mắc một bộ Miro không dây nó có những gì. Trước có giờ anh em mua hàng hỏi là bộ Miro nó có những gì, thì nó sẽ có cho anh em một cái đầu thu nè, hai cái tay cầm này, anten, pin, sâu ly chống lăn nguồn, đấy nó chỉ có nhiêu đó thôi em. Này, sâu ly này, hai đầu sâu ly, một đầu cắm vào âm đi, một đầu cắm vào con vang cũng được, hoặc là một đầu cắm vào cái con Miro này, đó, hai cái chống lăn nguồn. Nguồn này thì đa phần là nguồn 220 anh em nha, nguồn 220. Đây, input là 220 nè. Đấy, thì hai tay cầm đây, pin thì bình thường đây, anh em cần pin sạc thì hỗ trợ em thêm 200-300 ngàn tùy dòng pin. 4 anten nha anh em, hát gia đình thì không cần gắn anten cũng được anh em, hát gia đình thì không cần gắn cũng được nha, yên tâm. Đấy, thì gia đình thì không gian nhỏ nhỏ như em nè, đây cái loa tới kia ngồi đây hát thì chả cần loa làm gì, rồi chả cần anten làm gì, gắn vô nhiều khi nó hút sóng tốt, nó dễ hút rít nữa. Thì chuẩn hàng là một cho anh em rồi nha, yên tâm. Tay cầm sơn xám đây, sáng xanh đây, màu xanh rồi nó nhám 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 một tí. Đó, thì đầu thu mình thích đầu thu. Anh em coi cái video này của em nè, hàng sau thì em sẽ gửi cho anh em y vậy á, yên tâm. Có cập nhật thay đổi nào thì em sẽ làm một cái video khác ha. Một cái video khác, hiện tại thì hàng nó y chang như vậy. Anh em xem sao thì nhận hàng được kiểm tra y chang như vậy mới thanh toán tiền nha anh em. Một tủ đầu thu đây. Trên nó có chữ xua đây ha. Này chỉ in lên thôi em. Con này hàng loại một thôi, không có hàng chính hãng đâu. Khi mà anh em cắm điện vào cái volume này nó sáng lên nè. Volume nó sáng lên. Vặn ra đâu sáng cái đó, nó sáng theo kiểu âm lượng. Ví dụ em để, anh em để 50%, anh em để 50% thì nó cái đèn nó sáng tới đây ngay tay em. Đó, cao cao dựng lên ha. Đó. À cái màn hình nó hơi xước xước nè anh em, không phải là cái nó cũ đâu anh em, nó có một cái màn bóng phía trước anh em có thể lột qua được nha. Đấy, em nó lột qua được nè, đây đây đây, người lột qua được ha, ha. Cái màn này anh em lột qua được nha, lột ra bỏ cũng được. Đó. Thì giới thiệu sơ như thế thôi. Còn tham khảo thì nhắn em anh nha. Trên này có mấy cái mã tem gì đây rất là nhiều. Này cái tem dán thôi chứ không có gì hết anh em. Một số anh em mua cái bắt buộc phải có mấy cái tem này anh em mới mua. Cái tem này đâu có quan trọng gì đâu anh em. Tem này thì là dán lên thôi chứ quan trọng gì nha. Tem thì đây, tem này cũng này. Tem từ nhà cung cấp Miro này và có dán tem bên em nữa. Bắt QC gì đây. QC bắt. Rồi, bốn cái anten anh em, bốn cái anten. Hai cái và hai cái Canon xa rất là bự như thế này. Hai cái volume điều chỉnh sóng Miro để sâu ly chỉ có vậy thôi em, mà một cách nhận biết cái hộp nguồn nữa anh em. Anh vĩ ha, này nó có cái chân nè, nó mấy cái chân rất là bự anh em, này xa nè, những dòng khác á nó hộp nhỏ chỗ này nè, chỉ cái chân nhỏ trong vòng chỗ này thôi, nhìn cái chân này là biết cái hộp nguồn như thế nào rồi. Hộp nguồn bên trong chắc chắn sẽ bự như thế này nha, bốn cái chân này để giữ hộp nguồn nha. Đây này anten lộn cái chân đế rồi, nhận biết cái nhìn phía ngọt dưới biết rồi anh em, còn bao mạch bên trong em đã từng mở hết rồi ha. Rồi, con tham khảo con này là 1.570.000 thì nhắn em anh em nha. Số điện thoại trên màn hình hoặc là khu dân cư Thành Đô, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Một lần nữa cảm ơn anh em đang xem thì cho em một like, một đăng ký kênh. Và xin chào, hẹn gặp lại.